Anh em nào đang cần tìm cho mình một chiếc loa đâu đó loanh quanh khoảng vài đồng mà có thể nghe nhạc được, hát được, âm thanh hay, chất lượng, phục vụ 2 đến 30 người thì hôm nay giới thiệu anh em một con mẫu là DK01 và DK02. Mời em để xuống đây. Hai cái mẫu loa này thì cá nhân Mạnh Tiến đã test và thẩm rất kỹ. Mình rất là thích và khoái chiếc loa này, thực sự vô cùng thích luôn và ấn tượng với nó. Đây, mời anh em quay cận cảnh đây. Đây là khi mà mình ngồi như này. Đây là mẫu DK01 và DK02. Đầu tiên chia sẻ với anh em rằng cho mình một chất bích cầm rất là gọn gàng và nhìn rất là sạch sẽ. Thứ hai, cái mà mình thích nhất ở cặp loa này đó chính là chế độ delay và revert riêng biệt. Delay và chỉnh delay riêng biệt. Rất nhiều anh em hỏi mình là loa sách tay làm ngang như thế này hát có hay hay không, chỉnh có hay hay không. Xin lỗi các bác, cây có tốt thì lúa tốt cũng phải có phải hở, có phân đẹp, phân ngon. Đây, đây có một con loa đây. Đây là mẫu nhỏ và đây mẫu to DK01, DK02. Đây anh em nhìn cho tôi hai cục thông gió này. Đằng sau có cổng optical, có HDMI, có USB. Nhưng quan trọng, chất âm trải nghiệm mới là quan trọng. Đây, tiện đây thì mình cũng sẵn ở đây. Mình có thể mở ruột, moi gan con DK01, DK02. Nhà sản xuất cực kỳ thông minh. Thông đến mức độ như thế này ấy, thì anh em phải xem đoạn này này. Này, thường này anh em phải thò tay mình cậy ra đúng không? Đúng không? Nhưng đây người ta đã làm sẵn cho mình một chiếc dây. Mình có thể cậy cái loa này ra. Nếu mà chắc quá, người ta làm chắc quá thì lấy cái dao này, này lấy cái chìa khóa này mình cậy ra. Mổ ruột moi gan cho anh em xem. Đây, nó làm chắc quá. Đây, nó làm rất là chắc. Nhưng mà mình có thể cận cảnh xem được cái loa này mấy bát. Các anh em cú hộ anh Phát. Hộ anh Phát, đây. Ra không? Tương đối chắc, đó. Anh em nhìn thấy hai quả loa này chưa? Anh em nhìn hai quả loa này không? Nhìn rất là đẹp. Đó. Cho anh em trải nghiệm cậy lốt cái loa này ra. Đó. Đó, anh em nhìn thấy không? Đấy. Phê con nhà TT, được chưa? Bây giờ mình sẽ không test đấy nữa, mình sẽ mang trên một con xe tải cho anh em đi trải nghiệm xem chất âm con này hay không, dở hay không. À, Quốc cầm của anh. Đây, anh em sẽ mang trên một chiếc ô tô đi trực tiếp luôn cho anh em đi nghe xem chất âm trải nghiệm như nào, hát Zambara như nào. Ok anh em nhá, mời anh em lên xe tải theo tôi để xem chất âm trải nghiệm như nào. Đây. Ok. Đó. Mở biển số ra. Đây, hôm nay mình có mượn một cái xe tải của anh hàng xóm. Đây. Mình sẽ lên xe test cho anh em xem chất âm như này. Rồi. Ok, cameraman theo mình nhá. Ok.